Em đi đâu mà giờ mới về vậy? Anh hỏi gì kỳ vậy? Thì em đi cắt duyên âm để có con cho anh chứ đi đâu. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cắt duyên âm là lôi nhau lên giường xà nẻo như vậy đó. Cô này bị duyên âm theo. Hả? Duyên âm? Thầy ơi, bây giờ có cách nào không thầy? Thầy giúp giùm con tôi đi, bao nhiêu tiền cũng được hết thầy ơi. Ta có cách, nhưng mà nghe rõ nè, cứ một tuần qua thầy 3 ngày, nhớ là qua lúc 7 giờ tối và đi một mình thôi, không được đi cùng ai. Nếu mà đi cùng ai thì duyên âm nó sẽ phá, nó làm loạn lên là mất phép. Ủa mà sao phải 7 giờ tối hả thầy? Vì giờ đó nó mới linh. Dạ tôi biết rồi thầy. Em đi đâu mà giờ mới về vậy? Anh hỏi gì kỳ vậy? Thì em đi cắt duyên âm để có con cho anh chứ đi đâu. Anh thấy người ta đi cắt duyên âm về á, người ta gần gũi chồng, người ta yêu thương chồng. Còn lần này á, em đi xong về càng ngày em càng thái độ với anh, em càng lạnh nhạt với anh là sao? Thì cái đó cũng là tác dụng phụ của bộ phép thôi. Mai mốt cắt xong rồi á thì mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường. Mà em mệt anh quá à. Em làm mọi thứ á, chịu cực chịu khổ cũng là vì anh chứ bộ. Em đi về khuya như vậy á mà anh không biết hỏi thăm một tiếng nữa, làm gì mà hỏi em á, giống như á là em đi ngoại tình vậy. Nè, tối rồi vợ chồng qua còn cự cãi cái gì vậy? Mẹ coi đó. Con Hân á, nó đi làm cắt duyên âm là để có con cho gia đình mình. Mai mốt nó có bầu rồi á thì gia đình mình vui vẻ hạnh phúc. Con ráng chịu đựng cực khổ đi. Con là con vốn không tin mấy cái chuyện này rồi, nhưng mà vì mẹ con mới để cho Hân đi đó. Không biết có cắt được duyên âm gì hay không, chứ con thấy tình cảm vợ chồng con sắp đứt rồi đó. Cái thằng này ăn nói bậy bạ không à. Đó, mẹ coi ổng đó. Thôi kệ nó đi, con đừng có buồn nữa. Nó có nhu cầu mà không giải quyết được thì nó khó chịu. Bây giờ con tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi. Dạ mẹ. Mẹ đi ngủ đi. Anh thông minh quá à. Sao anh có thể nghĩ ra được cái cách mà cắt duyên âm vậy? Bà mẹ chồng của em á, với ông chồng của em mà biết được chuyện này á, chắc ói máu chết luôn á. Ráng một thời gian nữa đi, bào bả thêm một mớ nữa, là lúc đó mình cất một cái căn nhà to thiệt là to luôn. Rồi sau đó anh và em cùng hưởng thụ. Đương nhiên rồi, anh có biết á là em thông minh lắm không? Em nói với bà mẹ chồng của em á, nếu như á mà mẹ muốn có cháu á nó giỏi tông đường á thì mẹ phải đưa hết tiền cho con giữ để làm tính. Bà nói á, tối nay á con về đi, mẹ sẽ đưa cho con giữ chìa khóa két sắt luôn. Anh thấy em thông minh không? Cưng của anh giỏi lắm đó nha. Hồi anh thử đi một cái nữa. Vô mẹ. Mẹ với anh sao giờ lại ở đây? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cắt duyên âm là lôi nhau lên giường xà nẻo như vậy đó. Nghe cắt duyên âm là tôi đã nghi rồi, lại còn cắt tới khuya mới về nữa. Đó, mẹ thấy chưa? Con nói là mẹ không có tin con, để bây giờ tụi nó thông đồng lừa gạt coi mẹ con mình là kẻ ngu đó mẹ. Em yêu ngủ chưa? Anh nhớ em quá. Giờ qua nhà anh luôn được không? Anh cắt duyên âm cho nè. Cái lũ tụi bay dám lừa gạt tiền của tao, giờ tao cúng tiền cho tụi bay, tao kêu công an còn đầu tụi bay hết. Mẹ ơi, mẹ đừng làm vậy với con mà. Con trót dại, con sai rồi, mẹ tha lỗi cho con đi mẹ. Không phải lỗi tại con đâu mẹ, cũng tại thằng này nè. Nó dụ dỗ con á mẹ. Con xin mẹ, mẹ tha cho con đi mẹ. Anh ơi, em biết là anh còn thương em mà, anh tha thứ cho em nha anh. Đừng có khóc lóc ở đây nè. Từ ngày cô kêu tôi đưa cái chìa khóa két sắt tôi nghi rồi. Cũng may là con trai tôi nó thông minh, kêu tôi đi tới đây thì nó bắt gặp gì nè. Trời ơi trời, sao mà tôi vô phúc như vậy, có đứa con dâu đổ đớn như vậy chứ. Còn mày nữa,
mày dám lường gạt tiền của tao, tao đánh cho mày chết à. Cái gì? Mày đánh tôi à? Tôi đánh bà với con bà luôn bây giờ á. Giỡn mặt hả? Bây giờ không phải chuyện của tôi, tôi không liên quan gì với câu chuyện này. Tôi đi, ở đây hết vui rồi. Ở đây là phòng trọ, cuối tháng chuyển rồi. Làm khốn nạn mà. Mẹ, mẹ không cần đánh những hạng người này đâu, giơ tay lắm. Mà nói đi cũng phải nói lại nữa, nếu mà mẹ không tin vào những trò bói toán thì mẹ đâu có gián tiếp tiếp tay cho con dâu mẹ ngoại tình công khai như vậy. Mẹ biết là lỗi tại mẹ, mẹ cũng muốn con có gia đình hạnh phúc, có con có cháu để bồng mà con. Cái thể loại con dâu này bây giờ mẹ hết xài rồi, con ở đây giải quyết đi, mẹ đi về. Anh tha lỗi cho em đi anh. Em biết em sai rồi, tại vì em nôn nóng có con quá, em thấy lâu quá mình chưa có con nên em mới làm như vậy. Thật sự ra em không có muốn làm như vậy đâu. Anh tha lỗi cho em đi nha. Không có xin xỏ gì ở đây hết, vô ích thôi. Đơn ly hôn tôi đã ký rồi, bây giờ về nhà dọn hết đồ và biến khỏi nhà tôi. Hưởng anh rồi không được bỏ anh nghe không? Mà nè, sao nay em ghen quá vậy hả? Dám đưa anh về phòng luôn, lỡ thằng bồi nó về đột xuất, nó bắt gặp hai đứa mình luôn, nó xử hai đứa mình luôn sao? Cái thằng khờ đó nó chưa có về đâu, nó tan làm xong rồi nó còn phải chạy xe ôm kiếm tiền nữa. Với lại á, đi khách sạn hoài em cũng chán, em muốn lén lút ở nhà như vậy nè cho nó kích thích. Em tặng em. Trời đất ơi, làm lương công nhân có được nhiêu tiền đâu mà bài vẽ tặng quà cho em chi vậy? Không sao hết á, miễn em vui là được. Anh này á, lần này thôi nha, mở ra xem thử đi. Cảm ơn anh. Gì đây? Cái son là sao? Thì đúng cái màu son của em thích luôn đó. Hôm bữa anh thấy là em chấm cái màu này rồi cho nên anh chọn cho em đó. Đâu em thoa lên thử coi, hợp không? Em sao vậy? Anh giỡn mặt với tôi hả? Sao tặng cây son mà để trong hộp điện thoại là sao? À, thì tại vì hồi nãy anh thấy cái hộp nó đẹp quá cho nên bỏ vô cho nó dễ thương á. Thấy cái hộp đẹp bỏ vô để trôn tôi đúng không? Với lại tôi nhớ là hôm bữa rõ ràng anh hứa với tôi là anh sẽ tặng cho tôi cái điện thoại đời mới mà. Bây giờ tặng son, tôi đâu có cần. Thật ra là anh đã dành đủ tiền để mua điện thoại tặng cho em rồi, nhưng mà đụng cái mẹ anh ở dưới quê bị bệnh á, cho nên phải gửi tiền về cho mẹ để lo thuốc thang. Thôi bây giờ lần này em nhận son đi, ráng đợi vài bữa nữa anh có đủ tiền á, anh mua điện thoại tặng cho em ha. Đợi đợi tới bao giờ? Thôi em nhận cho anh vui mà. Anh cầm cái son này á mà về cho mẹ anh xài đi, tôi không có thèm. Vâng. Nè, sao có hộp cơm thôi mà cũng quên là sao? Tại hồi sáng trễ giờ cho nên đi gấp quá anh quên. Cảm ơn em nha. Biết rồi, đầu óc của anh sao á, không có nhớ gì hết trơn à. Mà mai mốt á, anh tự nấu cơm đi nha, em có nấu nó đâu á. Anh biết rồi. Gì trời, sao bút xe đây, bụi quá à. Ôi trời, cái ông hoàng này đúng là cái thứ xui xẻo mà. Vừa mới gặp ra hả, là xui tận mạng mà. Ờ, em gì ơi. Ờ, anh xin lỗi nha, tại anh đi hơi gấp á. Cái điện thoại của em có sao không? Hư rồi. Ờ, xin lỗi nhiều nha. Ủa mà em nói gì Hoàng? Hoàng nào? Hoàng là bạn của em, làm trong cái xưởng này nè. À, xưởng này là xưởng của anh. Ờ, cái gì Hoàng? Minh Hoàng đúng không? Ờ, Minh Hoàng là nhân viên của anh. Thì ra cũng người quen không à. Ủa, Hoàng là sao với em? Dạ, anh Hoàng là bạn em. Ảnh để quên cơm nên là em mang tới cho ảnh. Em tan tính bút xe á thì lỡ tông trúng anh. Bây giờ điện thoại của em bị hư rồi, không biết sao giờ em về nữa. Chắc là em phải đi bộ về quá à. Cho anh mượn cái điện thoại coi được không? Ồ, nó bị cái màn hình rồi, bây giờ nguồn không lên nè. Chắc là không xài được đâu.
Ờ thôi giờ vậy. Cũng người quen không à. Bây giờ anh đưa em về nha. Xong rồi cái điện thoại thì anh sẽ mua cái điện thoại mới tặng em luôn. Xem như là xin lỗi em đó. Nha. Dạ. Em cảm ơn anh. Thôi. Xe anh phía trước đi. Ê Hoàng. Đi nhậu mày. Nè tao mới lãnh lương nè, tao bao. Ôi, nhậu nhẹt gì không ơi. Tôi về chạy xe kiếm thêm. Bữa nào đi ha. Trời ơi. Mày nghỉ một bữa mày chết hay gì? Mày làm cái tao thấy mày làm như trâu như bò. Tăng ca ngày rồi tăng ca đêm. Định kiếm tiền về xe biệt thự hả? Trời ơi, biệt thự đâu ra ông nội ơi. Biết sao không? Sao? Vài bữa nữa sinh nhật của con vợ tôi. Tính kiếm tiền mua những món quà gì đó bất ngờ cho nó. Biết chưa? Rồi rồi hiểu rồi. Bỏ bạn nhậu, kiếm tiền lo cho vợ. Nói thiệt nha, nhỏ nào cưới được mày có phước lắm á. Thôi, hẹn anh em bữa nào nha, nhậu vui vẻ ha. Rồi, về đi, nhìn cái đầu á, thấy trường sinh bất tử rồi đó. Trời thơm. Anh thiệt. Mà nè, sao nay em ghen quá vậy hả? Dám đưa anh về phòng luôn. Lỡ thằng bồ em nó về đột xuất, nó bắt gặp hai đứa mình luôn. Nó xử hai đứa mình luôn sao? Anh yên tâm đi, cái thằng khờ đó nó chưa có về đâu. Mà nó về thì cũng làm gì được. Bây giờ nó đang bận kiếm tiền, bù đầu bù cổ ra. Nó tan làm xong rồi, nó còn phải chạy xe ôm kiếm tiền nữa. Với lại đi khách sạn hoài em cũng chán. Em muốn lén lút ở nhà như vậy nè, cho nó kích thích. Ghê quá à. Em tuyệt vời, xuất sắc luôn đó. Ăn đứt con vợ già anh ở nhà. Anh mê, mê đến độ không lối thoát luôn. Nhưng mà nè, hưởng anh rồi không được bỏ anh nghe không. Trời đất ơi, em làm như vậy là anh đau khổ lắm á. Tại vì biết sao không, anh thương em là thương thật lòng. Biết chưa? Là em bỏ anh hay là anh bỏ em? Anh á, suốt ngày cứ nói là bỏ vợ, bỏ vợ. Mà có thấy bao giờ bỏ đâu. Chứ xạo không à. Sao không bỏ? Nhưng cũng phải từ từ, cho anh thời gian, hiểu không cục cưng. Thì em cho anh thời gian mà. Nhưng mà em thấy anh không có đá động gì cái chuyện đi vậy hết. Nên em lo chứ bộ. Lo cái gì mà lo à? Anh nói được là làm được. Chỉ có điều là sớm mai muộn thôi, hiểu không? Sao? Sao Trang cái gì? Thực sự là anh không muốn về luôn đó. Nãy giờ chưa đã hay sao? Về đi. Chứ bây giờ á, thằng bồi mới sắp về rồi đó. Chứ nó thấy là mệt đó. Được rồi, bữa khác em bù cho, chịu không? Chịu. Đưa ra ngoài đi. Trời ơi, để thấy em sao em bù chứ mà. Ủa, anh Hoàng, anh về hồi nào mà sao không gọi cho em vậy? Ủa Quang, sao ngồi đây buồn hiu vậy? Quang nè, em đừng có hiểu lầm nha. Anh là anh ghé qua đây, anh tìm em. Tại vì hôm bữa là anh quên đưa cho em cái phần tiền thưởng lương á. Sẵn đây là nói chuyện với vợ em luôn về cái cuộc sống của hai vợ chồng. Ngồi đợi em hoài, đợi mãi mà không thấy em về. Thật ra anh mới về nè, ai về em ngồi đây. Em cũng thiệt tình. Ủa? Mà dường như em khóc hả? Hôm nay chạy không có khách hay sao mà khóc? Đàn ông không mà khóc cái gì không biết nữa. Hôm nay không có khách thì ngày mai có khách. Có cái gì đâu mà buồn. Trời đất ơi. Thôi, anh cũng có chuyện gấp á. Hôm nào anh ghé thăm Hoàng nha. Dạ, vậy bữa nào có gì anh rảnh thì anh ghé qua chơi nha. Anh về cẩn thận. Hôm nay nó buồn quá trời đất rồi. Hoàng, sao anh đang về sớm vậy? Rồi sao không vô nhà đi, ngồi đây làm gì? Hay là anh có chuyện gì buồn hả? Anh kể cho em nghe đi. Nếu như lúc nãy tôi về tôi đi vô nhà thì làm cản trở cuộc vui của hai người thì sao? Anh nói cái gì tầm bậy tầm bạ vậy?
cuộc vui gì ở đây? Hồi nãy sếp của anh cũng đã giải thích rồi mà. Em với anh chỉ là... Không cần giải thích gì hết. Những gì hai người làm, tôi đã mắt thấy tai nghe hết rồi. Tôi biết cho dù tôi có cố gắng yêu thương con cách mấy đi chăng nữa, thì tôi cũng chỉ là một thằng chồng nghèo khổ ngu khờ, không có đáp ứng được nhu cầu vật chất cho cô mà thôi. Vậy mà tôi quật quật ngày đêm. Tôi làm, tôi cố gắng để dành có đủ tiền mua món quà đặc biệt để dành tặng cho cô, cho cô bất ngờ. Vậy mà hôm nay đổi lại thì sao? Cô cho tôi một bất ngờ lớn hơn như vậy. Anh đừng có nói như vậy mà. Em không cần nói gì nữa hết. Tôi biết là tôi nghèo, tôi không có đủ tiền để lo lắng cho cô đầy đủ như người ta. Tôi xin lỗi cô. Kể từ bây giờ tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Mình kết thúc đi. Lúc đó cô có thể mặc sức chạy theo những phù phiếm xa hoa giàu có mà cô mong muốn. Thậm chí là cô có thể cặp kè những thằng đàn ông giàu có tiền như anh ta cũng được nữa, để bù đắp vô cái sự mà đam mê tiền bạc của cô. Trước khi tôi đi, tôi cũng dặn cô một điều. Cô có thể dễ dàng tìm kiếm những người đàn ông lo cho cô về mặt vật chất, nhưng mà cô khó có thể tìm được người đàn ông cho cô một tình yêu chân thành, làm tất cả mọi chuyện vì cô. Chúc cô hạnh phúc. Anh Hoàng, anh Hoàng ơi, em xin lỗi anh mà. Anh hãy tha thứ cho em một lần này thôi có được không anh? Em hứa em sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu. Anh tha thứ cho em một lần này thôi nha anh. Muộn rồi em. Hôm nay em vui lắm á. Nè, buông ra coi. Cô đi vô đây. Làm cái gì mà hai người xà nẹo vậy hả? Anh làm gì mà giật người ta giống như là giật cô hồn vậy hả? Anh có lòng tốt đưa em về mà cái thái độ của anh kỳ quá vậy. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật tôi, Dân uống hơi quá chén nên tôi đưa Dân về thôi. Cậu đừng có nghĩ vậy nha. À thôi anh về nha, anh thấy em cũng mệt lắm rồi đó. Ngày mai đi làm nha cưng. Dạ em biết rồi, anh về cẩn thận nha, hẹn mai gặp anh ở công ty. Dạ em trai. Anh làm gì vậy? Hả? Anh có biết cái thái độ của anh lúc nãy á làm cho em khó xử với người ta lắm không? Bởi vậy người ta nói đúng, không có học thức cho nên là hành xử có khác. Em nói cái gì? Em biết hôm nay là ngày gì không? Ừ thì cuối tuần. Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm chúng ta quen nhau đó. Anh còn cắt công anh đi mua quà tặng cho em nữa nè. Vậy mà bây giờ em đi ăn nhậu say xỉn như vậy nè, rồi còn xà nẹo với trai nữa. Tặng quà hả? Tặng gì vậy? Ba cái bạc si này á, bây giờ ai mà thèm. Sau này anh có muốn tặng cái gì cho em á thì anh tặng cái mấy cái món mà nó có giá trị một chút nha. Chứ còn không thì thôi, thôi khỏi tặng luôn đi. Tặng chim ăn tiếng quá à. Rồi cái gì đây? Phở hả? Ngày nào cũng phở anh không có ngán hả? Anh muốn ăn ăn mình đi. Đi ra coi. Ê Hoàng. Cái gì vậy? Bữa nay tôi lỡ đăng ký tăng ca mà tự nhiên ở nhà có việc đột xuất, mày giúp tao được không? Tưởng chuyện gì, có gì đột xuất thì về đi, để làm tăng ca giùm cho. Ê mày làm gì tao thấy cái này mày chăm chỉ dữ nha, bộ tính làm truyền trưởng hả? Bớt nói tầm bậy tầm bạ lại. Chẳng qua là gia đình đang có chuyện nên cũng cần tiền. Ờ mày nói gì thôi, gắng giúp tao tăng ca được này nha, cảm ơn nha. Về đi. Thôi tao về trước ạ. À. Wow, ở nhà thôi mà cũng đẹp quá vậy. Em biết mà, anh cứ khen em hoài à. Anh khen như vậy á, làm em ngại lắm. Thành quả hợp đồng ngày hôm nay là kết quả của cả nhóm, chứ có phải là của riêng em đâu. Anh nói như vậy, ai mà nghe được cái họ kêu em á là nịnh nọt anh, để được anh ưu ái đó. Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Em vừa đẹp, vừa khéo,
đúng là nhân viên tài năng của anh luôn đó. Em được như vậy là nhờ có một người sếp tài ba như anh đó. Thôi, mai sắp xếp đi ăn trưa với anh nha. Cái gì chứ, đi với anh là em luôn sẵn lòng. Ủa, chuyện gì em? Anh làm gì vậy hả? Em đang gọi điện thoại anh không thấy hả? Nói chuyện công việc thôi mà chồng em cũng ghen vậy hả? Mệt ghê vậy đó. Thôi, em giải quyết chuyện riêng một chút. Ngày mai á, gặp anh nói chuyện sau nha. Ok cưng. Em là vợ sắp cưới của anh đó. Bây giờ em mặc đồ ngủ, em ổng ẻo thằng nào con khác như vậy, em coi được không? Hả? Em coi anh ra gì không? Ý anh nói vậy là sao? Em ổng à ổng ẻo nói chuyện với thằng đàn ông khác á hả? Chứ ban đi ban hôm em không mặc đồ ngủ. Không lẽ em mặc áo sơ mi đóng thùng? Đã không lo cho tôi được cuộc sống giàu sang, không có tiền làm nổi cái đám cưới cho đàng hoàng nữa, còn dở cái thói ghen tuông vớ vẩn này. Anh học ở đâu ra vậy hả? Vớ vẩn à? Cười cười nói nói, một anh hai em à, gọi là gì à? À, đi ăn với anh lúc nào em cũng sẵn lòng hết. Cô có tôn trọng tôi không hả? Tôi là không khí hả? Mệt quá, không nói chuyện với anh nữa. Đi. Cái mày gì? Tao nói mày nghe này nè. Vụ gì? Mày chưa hay gì hết hả? Hay gì? Cả công ty này đồn ầm lên. Mày đi suốt ngày tăng ca hì hục, kiếm tiền lo cho vợ mày. Còn con vợ mày đi làm, nó cặp kè với sếp, nó cắm vài chục cái sừng lên đầu mày đó. Tao thấy tội cho mày đó. Mà sao mày biết? Nè, bằng chứng nè, mày coi đi. Đó, mày đếm thử coi, trên đầu mày có bao nhiêu cái sừng. Giờ anh về quê cả tuần lắm, em cứ ở đây thoải mái với anh. Anh hư quá à. Vợ anh mà biết được hả, là chết cả đám đó. Dễ gì, có anh ở đây rồi, ai mà dám làm gì em. Vậy hả? Để tôi coi ông Minh nó được bao lâu ha. Còn mày á, giật tao. Bình tĩnh lại đi em. Ông Minh đó hả? Còn cái con này, có chồng có con đàng hoàng rồi, bây giờ dám qua đây di giảng chồng tao hả? Ủa, sao giờ em ở đây? Em nói em về quê rồi mà. Bất ngờ chứ anh bạn, là tôi báo cho chị ấy biết đó. Tao theo dõi mấy ngày nay rồi, bây giờ tao sẽ báo cho vợ mày biết, để chứng kiến cái cảnh hay ho này. Mày á, có chồng có con không lo ở nhà, đi qua đi giật chồng tao làm gì hả? Tao cho mày chết mày tin không? Em ơi, bình tĩnh lại. Từ từ giải quyết. Bình tĩnh lại đi mà. Từ từ giải quyết cái gì? Ông ngoại tình giờ kêu tôi từ từ giải quyết hả? Bữa nay ông mà cản tôi ha, tôi lên công ty tôi quậy cho ông coi. Tôi sẽ cho tất cả nhân viên của ông biết ông là thằng giám đốc ha, không ra gì. Chị ơi, chị, em lại chị đó. Em biết em sai rồi, em sẽ không dám nữa đâu. Em không có tình cảm gì với chồng chị hết. Em trả chồng cho chị đó. Chị tha cho em đi nha. Tao không tha. Bữa nay tao đánh cho mày sáng mắt ra. Ông không có cản tụi nữa. Tránh ra coi. Anh Hoàng, anh ơi, em biết em sai rồi, em xin lỗi mà. Anh ăn nỉ giùm em một tiếng đi. Ông là... Chị nè, cả tôi và chị đều là nạn nhân trong chuyện này. Bây giờ như vậy nha, chuyện gia đình của chị tự giải quyết đi. Còn chuyện của vợ tôi, để tôi tự xử lý. Tôi để anh thông báo cho tôi biết á, tôi cho anh đem vợ của anh về dạy lại. Còn anh, tôi mà thấy anh với nó ha, một lần nữa, đừng có trách sao mà mặt mày nát nghe chưa. Biết. Anh Hoàng, em xin lỗi mà, em biết em sai rồi, anh tha lỗi cho em lần này nha. Cũng vì nghèo cho nên em mới bị đồng tiền làm mờ mắt, mới qua lại với ông sếp. Cũng là ăn bánh trả tiền thôi, chứ em đâu có tình cảm gì với ảnh đâu. Em vẫn còn rất thương anh mà, anh Hoàng. Em đừng có giải thích nữa. Em càng giải thích càng lộ ra cái bộ mặt trơ trẽn của em đó. Dân anh,
anh biết là anh nghèo, nhưng mà chưa bao giờ anh ngừng cố gắng hết á Dân. Anh cố gắng, anh làm lụng, anh dành dụm lại để anh mua chiếc nhẫn này. Anh định tạo bất ngờ cho em đó. Nhưng mà không ngờ, ngày hôm nay, cái người bất ngờ chính là anh này Dân. Anh định dùng nó cầu hôn em đúng vào cái ngày sinh nhật của em, nhưng mà chắc bây giờ không cần nữa rồi. Thôi, anh quyết định rồi. Bây giờ chúng ta đường ai nấy đi. Anh chúc em sẽ sớm tìm được hạnh phúc giàu sang mà em mong muốn. Anh Hoàng, em xin lỗi anh mà.